vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một cái quạt giấy màu tím có trang trí bông hoa hồng màu cam như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Mình sẽ xoắn chặt tay. Đến phần cuối mình sẽ bôi keo. Phần cuối mình sẽ nới cái bông hoa này ra một xíu cho nó to lên nha. Như vậy là mình đã làm xong cái bông hoa màu cam. Bây giờ mình sẽ gắn nó lên cái phần quạt này nha. Giữ một lúc cho keo nó khô đi. Vậy là mình đã gắn xong cái phần bông hoa như thế này. Mình sẽ cần cắt thêm lá để trang trí nhé. Hoa thì phải có lá rồi. Đây, mình sẽ dùng một chút màu xanh nha, lá cây. Mình sẽ cắt nha. Mình còn hai cái nữa nha. Sau khi mà cắt xong, mình sẽ dùng cái bút để mình sẽ vẽ cái phần xương hoa ra đây. À, xương cái cành lá ra đây nha. Vẽ cái này để cho cái lá nó có phần đậm lên, nhìn nó sẽ đẹp hơn nhé. Đó. Cái tiếp theo nha.
Cái thứ ba này. Cái thứ tư này. Cuối cùng nha. Sau đó là mình sẽ gắn lên cái bông hoa này. Như vậy là mình đã làm xong cái phần hoa như thế này rồi. Bây giờ mình sẽ đi làm phần cây nhá. Phần cây mình sẽ sử dụng một cái tờ giấy đấy. Và mình sẽ quấn nó lại. Sẽ cắt bớt đi. Mình chỉ cần một đoạn thôi được. Mình chỉ cần một đoạn nhỏ là mình sẽ quấn lên một cái cây rồi. Nếu mà mọi người có sẵn một cái que hay một cái cây nào đó thì mình có thể sử dụng luôn nhé. Mình sẽ gắn lên cái quạt nhé. Như vậy là mình đã làm xong một cái quạt là màu tím có trang trí bông hoa xinh xắn như thế này rồi. Rất là dễ làm, mọi người thích thì có thể xem video và làm cùng mình nha. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo nha. Bye bye.